chào tất cả các bạn đang theo dõi chương mục hỏi đáp 619. Xin chào anh Duy Nguyễn. Xin thân ái kính chào các bạn. Các bạn thân mến, nói đến vấn đề tăng cân trong tập thể hình là một vấn đề muôn thuở, và khi nói đến tăng cân thì chúng ta quan tâm đến những dòng sản phẩm ngoài thực phẩm tự nhiên ra, thì hầu như là chúng ta thấy là những người tập thể hình xung quanh mình đang xài Maskinner thì cũng có nhiều bạn tò mò cũng muốn xài theo, đúng không ạ? Vậy thì trong vấn đề tăng cân, có một bạn Dreamer đặt câu hỏi như thế này. Là bạn cao 1m75, nặng 62kg. Hiện tại thì em đang tập theo dự án tăng cơ 6 buổi một tuần. Thực đơn hàng ngày là 7 giờ ăn sáng, 9 giờ bạn uống một muỗng mask, 11 giờ ăn cơm trưa, 3 giờ 3 trái chuối và 3 lòng trắng trứng, 5 giờ đến 6 giờ bạn uống một muỗng mask, và 7 giờ ăn cơm tối. Thực hiện đơn này hàng ngày thì liệu như vậy có ổn hay không? Bạn có mục đích là tăng cân, tăng cơ. Một tháng thì bạn có 2 triệu. Dùng mask, em có nên thêm thực phẩm bổ sung nào nữa hay không? Các bạn thân mến, nói đến Maskinner thì cũng có rất là nhiều dòng. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy là có mask chung năng lượng, rồi cao năng lượng rất là nhiều, đúng không ạ? Vậy thì để đáp ứng cho cái mục đích là tăng cân, tăng cơ, thì ngoài việc chúng ta dùng mask ra, thì anh Duy Nguyễn thân mến có thể chia sẻ với bạn là có thể là kết hợp thêm một sản phẩm nào nữa hay không? Có những bạn thì kết hợp với creatine, còn có những bạn thì kết hợp với RealCow, có những bạn thì lại whey protein. Vậy thì nên kết hợp với sản phẩm nào? Nếu mà bạn xài mask cao năng lượng thì bạn xài mask effect á, trong cái nếu mà trong hoàn cảnh này cái độ fine nó tương đối nó đẹp và cái giá nó cũng tương đối nó tiết kiệm để bạn có thể chi tiết lâu dài trong hoàn cảnh này thôi nha. Còn tất nhiên thì mấy người kia cũng quá đỉnh rồi, nhưng mà nếu mà mình xét vấn đề mà kinh tế là vấn đề mình lăn tăn như bạn là 2 triệu đâu phải suy nghĩ đó nên bạn có thể chọn mask effect để xài được cho lâu, và nó có retin 5g một serving, và nó có cái nguồn cáp rất tốt từ những cái loại mà rất là đỉnh chứ không phải cấp đẻo đó. Cái nhất, cái thứ hai nữa là thực phẩm bổ sung đi kèm với mask là luôn là liều cao. Nhưng mà và hiện tại là chúng ta đang có một cái loại liều cao rất là mạnh và uống rất là ngon, và nó có một cái sự hiện diện rất là đặc biệt, mà khi mà chúng ta cho vào bình lắc, chúng ta lắc lên, chúng ta uống thì hầu như là những người xung quanh của chúng ta là đều phải chú ý tới, tại vì khi mà mình bật nắp lên là nó gọi là nó vang ra một cái tiếng giống như là sâm panh vậy, đúng không anh? Đúng rồi em. Đó thì là olive. Và bạn thân mến, thì chúng ta thấy rằng là bạn có thể kết hợp sản phẩm Mask Effect với sản phẩm hỗ trợ tập luyện là Olive. Đây là một cái stack rất là đẹp cho bạn. Nói chung là các thực phẩm bổ sung thì nó không có cố định, mà nó gọi là nó biến chuyển theo thời gian. Có thể là cái sản phẩm này trong hoàn cảnh này nó đang là một cái lợi thế, thì mình tận dụng phát huy những cái lợi thế đó, và gọi là hết thời kỳ lợi thế của nó rồi thì mình có thể là có những cái biến đổi nào đó, có những sản phẩm khác lợi thế hơn hay là gì, thì mình phải vận chuyển để cho nó linh hoạt với cái túi tiền của chúng ta. Nếu mà người mà dư ăn dư để thì không gì nói cả, thích gì xài đó, không bàn. Còn nếu mà bạn phải suy nghĩ tính toán thì mình phải có một cái suy nghĩ tính toán cho nó hợp lý. Cho chuyên mục hỏi đáp của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta có những câu hỏi có lẽ là trùng nội dung, cho nên ban biên tập cũng không thể hiện nội dung ở đây. Câu hỏi 12.539 có nội dung giống câu hỏi mã số 70 trong hỏi đáp hình số 2. 12.540 có nội dung gần giống câu hỏi mã số 152 trong hỏi đáp hình số 14. Câu hỏi 12.542 có nội dung gần giống câu hỏi mã số 152 trong hỏi đáp hình số 14. Câu hỏi 12.543 có nội dung gần giống câu hỏi mã số 862 trong hỏi đáp hình số 81. Rất mong là bộ phận media thể hiện những nội dung vừa rồi ở trên màn hình để cho các bạn cùng tham khảo. Chúng ta bước vào câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 12.544. Nội dung câu hỏi này hơi dài, cho nên ban biên tập có chú ý là chỉ lấy hai ý chính của bạn. Thứ nhất là em biết đến thể hình online là một đặc nét riêng khi những bài tập và những giáo án cũng như cách hướng dẫn tận tình chi tiết của anh. Em tên là Việt Hào, nặng 82,9kg với chiều cao là 1m75. Đã từng tập rất nhiều nơi, thất bại rất nhiều từ những kiến thức eo hẹp đến những đàn anh đi trước hướng dẫn. Cho đến lúc em nhận kiến thức đầy đủ hơn từ anh thì em đã thấy cái sự sai bét trầm trọng của mình từ khi mà đi tập thể hình từ năm 16 cho đến 17 tuổi. Nay em trở lại với gym và được coi những bài tập của anh thì em cảm thấy có sự thúc đẩy và quyết tâm hơn với những giáo trình của anh. Em chính thức vào tập ngày 14 tháng 5 năm 2016 và đến nay thì đã tập được nửa tháng. Nhưng với số buổi tập của em là 6 buổi một tuần thì anh thấy có hợp lý hay không? Có thể thấy rằng là chúng ta chỉ biết được cái thông tin của bạn là 82,9kg với chiều cao 1m75. Nhưng mà Thu Hương không thấy là bạn đang tập theo giáo án nào, chỉ biết là tập 6 buổi một tuần. Vậy thì dù là theo giáo án nào đi chăng nữa thì nó cũng vẫn có những cái kết quả tăng cơ, đúng không anh? Thì 6 buổi một tuần, nhưng quan trọng một buổi nó chút đỉnh thì ok. Còn nếu bạn mới tập mà một buổi nó nặng quá, nó nhiều quá thì nó quá tải.
nó trong trường hợp này bạn mới tập có 2 tuần thì sau bốn tuần bạn tập tuần một buổi chừng dưới 45 phút thôi, trong đó nó có tạ và có cardio thì bạn cũng hơi dư cân nhẹ đó. Xin phép được hỏi anh thêm là bây giờ em nên tập lean body hay tập giáo án trung học? Vì em đang hoang mang không biết là tập theo giáo án nào đúng và hiệu quả. Chi tiết hơn là cho anh hiểu thêm là là tổng số lượng ký em nâng cho phần ngực giữa nặng nhất là 22 kg, mỗi bên là 4 đến 6 cái, và ngực trên 15 kg, mỗi bên là 4 đến 6 cái. Còn phần banh ngực giữa, mức tạ cao nhất của em là 14 kg, mỗi bên 4 đến 6 cái. Banh ngực 12 kg, mỗi bên 4 đến 6 cái. Dinh dưỡng của em thì có bổ sung Compass vì lý do sức khỏe nên chỉ uống 2 lần trong một ngày là trước khi tập và 15 phút sau tập. Vậy thì có thể thấy là mục tiêu tập của bạn này là tức là anh thấy bạn dư cân, nhưng mà em lại thấy cái chế độ tập của bạn là 4 đến 6 cái, hình như bạn thiên về tập mạnh hơn đúng không? Tại vì nhiều khi đúng rồi, tại vì nhiều khi bạn đẩy nặng quá bạn đẩy không nổi á, nên bạn bạn mới tập lại đúng không, thì anh nghĩ là cái lịch trung học phổ thông nó sẽ phù hợp với bạn, bạn sẽ có thời gian bạn luyện kêu thêm về những cái động tác. Còn bây giờ bạn đập con cái liên đề liền thì nó hơi vội. Còn vấn đề thực phẩm bổ sung của bạn, bạn xài hàng thực phẩm bổ sung như vậy, anh nghĩ là một liều sau tập lỏng rồi với một liều thời điểm khác đi, đừng trước tập nữa, tại vì bạn cũng cần nhiều protein đến mức như vậy đâu. Nói chung á thì giờ bạn cứ một liều buổi sáng đi, hoặc là nửa liều buổi sáng, nửa liều buổi tối, một liều sau tập, thì như vậy thì nó sẽ hợp lý cái thằng protein bạn đang sử dụng hơn. Vậy thì với cái mức tạ mà bạn chia sẻ là ở các bộ phận trên cơ thể bạn tập được cái số ký như vậy, thì theo anh với chiều cao và cân nặng của bạn thì số ký này nó đã ổn chưa? Chưa, bạn mới tập thì bạn còn yếu, bạn tập đẩy như vậy thôi, chứ còn sau này bạn phải mạnh hơn chứ, sau này bạn sẽ đẩy tạ nặng hơn. Do bạn tập còn yếu nên cái bài ngực ngang bạn đẩy rất là tốt đúng không, tốt so với sức của bạn, nhưng mà qua những bài banh ngực bạn yếu sức lại, bạn đẩy cục bên khoảng 14, 12 thôi thì nó yếu hơn rất nhiều so với cái bài tập trước đó. Câu hỏi 12.545, câu hỏi về sản phẩm Whey Isolate của Body xin lỗi, Body Fortress, hiệu này có tốt hay không? Mình ở Mỹ và ngoài uống whey thì uống thêm gì để tập cho sung hơn? Hiệu whey nào thì mình sử dụng tốt? Thì cái đây là một thương hiệu nó hơi nhỏ nha bạn. Nói chung bạn bên Mỹ thì có quá nhiều sự lựa chọn. Tại sao bạn lại chọn một sản phẩm nó gọi là mình thì đương nhiên ở Việt Nam nó chưa có cái dòng sản phẩm này. Tất nhiên anh biết được cái sản phẩm này là một thương hiệu bé bé thôi, không to đâu. Đó, nên bạn cứ ở Mỹ thì có rất nhiều sự lựa chọn, bạn nên chọn những hãng lớn, những cái hãng lớn để mua bảo hiểm sử dụng cho bạn rồi đó. Nó không dễ gì người ta có được cái thương hiệu như ngày hôm nay, không dễ gì người ta có được quy mô như ngày hôm nay, thì mình là khách hàng mới chưa ướt chân ráo đó, thì thà vậy nó sẽ chắc cú hơn. Câu hỏi 12.546 của bạn Zimmer, 14 tuổi, đã tập được 2 tháng và chuẩn bị bước qua tháng thứ 3 và bạn đã hoàn thành bậc tiểu học. Em xem lịch tập trung học cơ sở thì có ghi là buổi thứ 5 là tập vai và tay, vậy thì em có thể chuyển tay sang ngày mai được không? Vì thời gian không nhiều trong phòng tập, nhưng nếu tập hai nhóm cơ đó cũng được thì số bài sẽ giảm xuống. Và phòng tập của em thì không có máy cardio thì khỏi tập có được không? Vậy là trong giáo án trung học cơ sở của anh thì với những thay đổi của bạn và không cardio nữa thì em nghĩ là cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, đúng không? Nói chung thì mình nên duy trì cardio, nếu mà không được trong phòng gym thì ở ngoài. Bây giờ thì bạn nói bằng tâm sự nhắn nhủ chủ phòng mua một hai cái máy chạy bộ đi, cũng nhiêu tiền hết đó, mua đi cho em múc nó chạy. Còn nếu không có nữa sau này bạn mua cục dây nhảy dây của THL về bạn nhảy đỡ bạn. Nó sau này THL có bán dây nhảy dây nữa nha. Là cái thứ hai nữa đó là vai tại sao tập trung đi, tất nhiên là chỉ cho mất công tốt ngày. Vai mà tập ít lại cũng được không sao cả. Vai là một cơ nhỏ chả cần quá gì phải tập nhiều vậy hết. Nó nói thật với bạn luôn. Có bạn anh thấy tập vai nguyên buổi tập vai không mà thấy hơi bị ổn á. Đó, bạn cứ tập cơ nhỏ và tập ít, đó là nguyên tắc. Câu hỏi 12.547 của bạn tập gym khoảng 1 năm và năm nay thì bạn đã gặp phải tình trạng là không khắc phục được. Dù em đã thử nhiều cách, ngày tập chân, em tập squat và leg press xong thì hai đùi của em căng như dây thun. Nhiều khi cố lắm thì em được thêm bài leg extension. Em muốn tập cho hết đầy đủ bài nhưng không cố nổi, mong anh Duy cho em một lời khuyên. Giảm tạ lại, thứ nhất giảm tạ lại, thứ hai giảm set lại, nói chung bằng giảm lại thì bạn còn sức bằng tập mấy bài kia. Chứ bạn tập chia cho hai bài đâu, bạn banh hết sức bạn rồi, bạn tập nổi nữa chuyện bình thường, có gì đâu. Bây giờ bạn phải giảm bài lại ha, giảm bài, giảm tạ hay giảm cường độ, giảm rep, giảm set gì đó, để cho bạn còn chút đỉnh sức bạn qua bằng chơi leg extension cho nó đa dạng động tác, cho nó đầy đủ. Câu hỏi của bạn vừa rồi cũng đã vừa khép lại cho một hỏi đáp 619. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những số hỏi đáp tiếp theo. Xin thân ái kính chào các bạn. Như đường bèo không rời xa ra đời, và cuộc
đời này không đánh mất được nhau. Cành duyên bao chiều thề hẹn bay cao cùng nhau, xoát đôi bờ mông trước sau. Anh thân trai khi thành công có được, rước em về nguyện ước vợ chim mơ. Cuộc sống thực tại đâu như bài thơ, và hạnh phúc là mộng mơ tình ai. Cứ em cần là bờ vai mạnh mẽ của một người mang khí phách nam nhi. Tình yêu vinh hằng bất diệt cuồng si, bằng cả cuộc sống vinh quang thành công. Ôi may mắn em nào đâu nghĩ suy, nguyện suốt một đời sát cánh bên anh. Như bên vest quanh mệt mặc cổ thi, nên Paris check new tin thôn. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thehinhonline. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn, và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.